Hôm nay là ngày đầu tiên đoàn tàu Cát Linh Hà Đông chạy. Anh em nhìn này, đang có một đoàn đến này. Em nhìn thấy chưa? Sắp sửa vào một cái nhà ga. Ga bên tay phải của cái nhà cao tầng. Sẽ dừng chắc khoảng 30 giây nó mới đi tiếp. Đợi nó chui ra đằng sau đấy. Đấy, nó chui ra rồi anh em. Lần đầu tiên ở Việt Nam. Rất lạ luôn. Nước ngoài thì quá bình thường nhưng mà lần đầu tiên ở Việt Nam. Xin chào, đứng ở đây thì chắc sẽ theo dõi được nhiều. Tàu sẽ chắc khoảng 15-20 phút hoặc 30 phút để có một chuyến.